Rồi, xin chào bà con, tiếp tục là chia sẻ cho bà con nông dân phun thuốc cho lúa. Lúa này cũng là lúa OM18 luôn bà con. Vụ này bà con mình làm OM18 là nhiều. Đây, giai đoạn này cũng sắp mấy ngày sắp trổ hết nè. Đây thì mới trổ sẹt sẹt rồi bà con thấy không? Mới lúa hồng lên nè. Này cỡ 3 4 ngày nó trổ sẹt sẹt lên. Đây, lúa hồng đây. Bây giờ ngày nữa là nó lên nè. Này sẹt hết đó. Thì lúa đợt trước trời tối nó có mò, con trời trăng này bắt đầu nó đi rồi, hoặc là bà con mình có xịt kèm gì đó thì nó đi. Thằng lúa này cũng rất là to, khá là cao, cặp bìa còn trong nó hơi lụng, trong nó chỗ đều, con chỗ này dày dày nó chỗ đều nè đó. Rồi nắng màu khô quá, nắng gió màu khô quá. Nạn bình đi bốn lối rồi con, đi vào bển đi lại rồi đi qua đi lại cái này. Đó, đi vào bển còn lại có nửa bình nè, còn nửa bình thuốc. Đi vào bển đi ngược lại cái nửa mới hết. Đây thịt ghe nhỏ đi rất kép cái gì vậy. Nếu thịt bốn lối này là chắc đi tắt kép rồi mà. Coi thử là phải đi tắt kép không. Tắt kép lỡ bà con. Kép lỡ có nghĩa là nó chưa giáp đường bên đây. Nó chỉ là qua bấu qua 2-3 mét thôi. Ở đây là chỗ lên hết rồi, còn cái chỗ lúa dày bà con mình thấy chỗ lên rồi, nó. Lúa dày là nó chỗ trước, còn lúa thưa là nó dưới lúa cấy là nó chỗ sau. Tại vì nó phát triển cây bự hơn. Rồi bông bự hơn nên nó chỗ sau. Rồi để chú xịt vào bển, chú xịt trở lại cái nữa thì chia sẻ thuốc cho bà con mình xem. Chỗ cái chòm, cái chòm nó dần dần nó ở chỗ bà con. Chòm nó dày quá, nó lụng dày quá, nó chỗ trước vậy. Chòm chòm như nè. Để chú lấy thuốc vô chia sẻ con thì đây nè. Bà con mình cứ giống OM18 thì sâu nó ăn tới cái giai đoạn mà công chế me vẫn còn ăn đó bà con. Lá cứng còn ăn đó. Này này cái lá đài nè. Ăn vậy là chừng nữa nó mất hết trơn cái chất diệp lục rồi. Không thể là quan hợp là để vô gạo nó đầy đủ luôn. Ăn banh cái nhà sản xuất rồi. Còn cái kho nữa, kho trống luôn. Dạ xịt hai bữa nay mới xịt chuyện qua xong, chuyện qua cũng xịt buổi vài bình vậy đó. Cái này cũng bằng của ông già ba luôn hả chú, lúa ngày á. Ừ, bằng luôn, vậy là sắm 2 ngày ha. Ừ, chỗ lật sẹt rồi nè. Nay chạy rồi sắm mốt chưa được sắm 2 đó, bị gì tháng thiếu á. À tháng thiếu hết ngày. Dạ này chú xịt sâu độ nguyên phẩm với Fuin nữa không hả? Ba loại ha. Nên tấp kỳ này con cũng xài nên tấp kỳ nữa. Nên tấp kỳ xịt ngừa cũng im, hay. Hay hơn phờ lo mà lần xịt phờ lo thấy không im. Cũng thể mười mấy ngàn.
Nếu tất kỳ thả mười mấy ngàn, 15, 16 ngàn. Dạ, thiếu 16 mặt 15. Đây đó chị, sau cuốn lá nhìn giá luôn này, phun rất hàng con, phun trúng thuốc đó là sâu nó chết luôn. Hai ngày sau là thấy nó ngưng ăn. Nó ngưng ăn ngày 3 4 ngày cái từ từ cái nó khô rồi. Nó khô rồi, cái nó khô trên lá, dính trên lá luôn. Như tắp kia 10 EC, 15 ml tiêu đời sợi cuốn lá. Với hàng cặp, giờ thấy xài hàng cặp này nhiều đó. Đậu ôm nguyên phẩm, cặp này bim. UX, 810 kb, nêu đây thì 60 kb. Đây là thành phần Sicilia Julia. Bệnh đậu ôm nguyên phẩm, đặc trị bệnh đậu ôm lá có bông, đặc trị nguyên phẩm gây cháy lá, bạc lá. Cặp này chắc ba mấy ngàn hả chú? Thiếu ngày qua. Cặp này thường thường hai mấy hoặc ba mấy ngàn, chắc hai mấy ngàn quá. Dạ, cỡ hai mấy quá. Phòng trừ ôm lá đâu có bông. Pha 15 gram bình 25 lít. Này pha 25 gram trên bình 25 lít. Ý hai gói này gói 15 gói 25 hết nè. Đúng rồi. Gói này 25 gram. Gói đậu ôm nó nặng hơn mà con, nó 25 gram. Còn gói nguyên phẩm thì chỉ có 15 gram thôi. Đậu ôm thì cái nặng. Lúc này chú có xịt kèm mò cứ nào chứ chú, gậy nâu á? Chưa. Chưa hả? Bữa hổm nó có chắc nở trời trăng rồi đi hết rồi. Bữa hổm giặt cho có mà bữa nay giặt cho thấy không có, có. Chắc trăng nở quá, đi. Chờ tối lại chắc có nữa. Thì cứ sao phải kèm rồi đó. Khu viên nó chú xịt cửa này nhiêu xe chú? 80. Nó kiếm cắn hoài chứ ta. Huyền thấy ai cũng xịt cũng nhiều lắm, lần này chắc cũng hay thấy xịt nhiều nè. Huyền 5XC có hoạt chất 2C con Jule. Đặc trị khô dần hoặc lá chín sớm, rồi lem lớp hạt, ba bệnh. Hoa 63cc cho bình 25 lít, 80 cũng được luôn. Có số bà con quất cái 100cc luôn. Bình, một chai được 10 bình. Có nói lỡ cỡ cái bình xịt mình á. Dạ. Mình xịt 20, 22, 25 gì đó. Dạ. Chính như 20 bình quất cũng 100. Để dư làm gì đó. Trừ nấm bệnh, loại hấp mạnh, có tác dụng rộng, có tác dụng phòng và trị nhiều đối tượng hại trên lúa. Đây sạch cửa này, cái này cái cửa mà chơi sắp chỗ nè, bà con nào mà muốn chỗ nhanh, bà con có kèm thể kèm kích thích sinh trưởng vô cho nó chỗ thoát nhanh lên, nó không có bị ngạn đồng. Đó, chuyện nữa mình dễ quản lý bệnh hại. Đó. Rồi, chia sẻ cho bà con.